ngày 6 tháng 11, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức giải báo chí về đề tài dân vận khéo tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2025 đã chủ trì cuộc họp của ban tổ chức đánh giá kết quả cuộc thi giai đoạn 2023. Theo ban tổ chức giải báo chí về đề tài dân vận khéo tỉnh Sơn La có 10 đơn vị cơ quan báo chí gửi 31 tác phẩm với 5 loại hình báo chí tham gia gồm truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí. Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, các tác phẩm tham dự giải đã bám sát định hướng nội dung của thể lệ, phản ánh sâu sắc, sinh động các mô hình, địa hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, dân vận khéo của tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, cơ quan, cơ sở và đơn vị. Hội đồng chấm giải đã đề xuất 13 tác phẩm để ban tổ chức giải xem xét quyết định vào vòng trung khảo năm 2023, gồm 3 tác phẩm báo in, 3 tác phẩm báo điện tử, 1 tác phẩm ảnh báo chí, 3 tác phẩm phát thanh, 3 tác phẩm truyền hình. Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Lưu Minh Quân, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức giải ghi nhận và đánh giá cao các nhà báo cán bộ các cơ quan báo chí đã sáng tạo nên các tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Các cơ quan báo chí đã tích cực tuyên truyền và định hướng phóng viên về cuộc thi về đề tài dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về mục đích ý nghĩa của giải để có nhiều hơn nữa các tác phẩm chất lượng cao tham gia giải trong giai đoạn tiếp theo góp phần tôn vinh nhân rộng những tấm gương mô hình điển hình dân vận khéo thúc đẩy công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng góp phần tích cực thực hiện các chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương